Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn của Đảng nhà nước, có ý nghĩa quan trọng tác động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Từng bước xây dựng nông thôn mới phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định được tầm quan trọng ấy, trong hơn 3 năm qua, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Mũi nhọn là tích cực đẩy mạnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại 20 xã điểm năm 2013 và tiếp tục đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 17 xã đăng ký về đích năm 2014. Hơn 3 năm trở lại đây, có thể thấy một diện mạo mới đã hiện diện trên mọi vùng quê, nhất là đối với 20 xã điểm đã cán đích vào năm 2013 và các xã được chọn về đích tiếp theo trong năm 2014. Đó là sự thay đổi một cách toàn diện từ cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội đến đời sống của bà con nhân dân. Đối chiếu theo Bộ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, hiện nay 17 xã đăng ký về đích năm 2014 đều đã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Trong đó có nhiều tiêu chí quan trọng đã được hoàn thành như quy hoạch, bưu điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo và an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí như cơ sở vật chất, văn hóa và môi trường, giao thông, thủy lợi được xác định là những tiêu chí khó thực hiện nhất, nên hiện nay các địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để có thể hoàn thành trong thời gian tới. Sang năm 2014 thì chúng tôi được quan tâm là đăng ký để về đích nông thôn mới. Thế thì trong năm 2014 này chúng tôi phải phấn đấu để hoàn thành là 6 tiêu chí nữa. Thuận lợi ở địa phương là cái công tác vận động nhân dân đấy, về vấn đề là hiến đất làm giao thông hoặc là đóng góp tiền để xây dựng nhà văn hóa thôn, thì nói chung là chúng tôi thực hiện tốt cái quy chế dân chủ để người dân được bàn, được họp và quyết định mức đóng góp. Đến giờ này tổng hợp lại từ khi mà triển khai chương trình nông thôn mới thì riêng nhân dân hiến đất để làm giao thông thì là người dân đã hiến là 21.000 mét vuông đất các loại để làm giao thông. Đấy, rất thuận lợi, đến chỗ nào là nhân dân là ủng hộ ngay. Thế còn riêng đóng góp nhà văn hóa thôn cũng vậy. Đấy, đến nay là số người dân đóng góp, kể cả đóng góp theo khẩu cũng như là đóng góp của các nhà hảo tâm là đã được khoảng 1.3 tỷ rồi. Thế và tiếp tục vận động để hoàn thiện. Thế và người dân cũng rất ủng hộ, không có khó khăn gì trong vấn đề đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn. Mặc dù còn những khó khăn trước mắt, sau những kết quả tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 17 xã được chọn về đích năm 2014 trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, một trong những giải pháp đột phá và mang tính quyết định cho sự thành bại của chương trình xây dựng nông thôn mới chính là công tác tuyên truyền. Thông qua việc tuyên truyền phổ biến mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân nhận thức đúng đắn về xây dựng nông thôn mới. Từ đó chúng ta góp sức cùng với các địa phương thực hiện thành công nhiều tiêu chí quan trọng. Có thể nguồn lực đóng góp từ người dân bằng tiền mặt chưa được nhiều trong tổng số ngân sách của xã đã đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là đã có hàng nghìn hộ dân đã hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất cùng nhiều tài sản giá trị khác để xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi là tuy là xã được vào sau, thế nhưng mà chúng tôi với sự chỉ đạo của Đảng, thống nhất của chính quyền thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện tốt để hoàn thành 4 cái tiêu chí còn lại. Trong đó nổi bật là tiêu chí về giao thông, thì hiện nay chúng tôi đang thi công và sẽ sớm hoàn thành trong tháng 9. Và cái tiêu chí chợ chúng tôi chưa hoàn thành, thì hiện nay chúng tôi còn 3 cái công trình phụ trợ thì chúng tôi tiếp tục hoàn thành trong tháng 9 và sang tháng 10 thì chúng tôi sẽ hoàn thành. Còn lại tiêu chí về môi trường thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu là trong tháng 10, 11 là sẽ hoàn thành về tiêu chí môi trường. Thế còn tiêu chí về cơ sở vật chất nhà văn hóa, tiêu chí này thì do cái chính sách của nhà nước, đặc biệt là cái luật đất đai mới thì nó có ảnh hưởng đến cái tiêu chí về công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cho nên là chúng tôi có triển khai nhưng mà cũng là hơi chậm. Nhưng so với các xã lân cận cũng như so với sự quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân xã Lãng Công thì chúng tôi đã họp bàn với nhân dân và đã nhân dân đã cho xã mượn đất để giải phóng mặt bằng trước. Và hiện nay là chúng tôi đang tiến hành thi công, đang đổ đất san lấp mặt bằng và tiến hành xây một số nhà đa năng để chúng tôi hoàn thành sớm cái chương trình về đích nông thôn mới năm 2014. Thôn Thành Công thì nằm xa trung tâm, lại nhất là lại đa số là đồng bào dân tộc Dao, cho nên là nhận được cái nhiệm vụ kế hoạch của Ủy ban nhân xã về đích nông thôn mới năm 2014 thì thôn thì cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân tuyên truyền và vận động nhân dân cũng đóng góp để mà chung sức xây dựng nông thôn mới. Thì riêng về thôn Thành Công thì cũng bà con rất là đồng tình ủng hộ, đã hiến được hơn 5.000 mét vuông đất, đó là vườn và cả đất ruộng.
Hiện nay là giải phóng mặt bằng là xong, đang chuẩn bị để nhận cái đường bê tông, đầu tư đường bê tông. Còn cái về khó khăn vốn thì nhân dân cũng chung sức là đóng góp 300.000 đồng trên một khẩu để cũng cùng xây dựng khuôn viên văn hóa và đầu tư giải phóng mặt bằng để sớm về đích năm 2014. Là địa phương đang trong quá trình phát triển, song bước vào xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Xuyên vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận ủng hộ từ phía người dân, Bình Xuyên đang vững vàng tiến về đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bình Xuyên quyết định chọn hai xã Trung Mỹ và xã Hương Sơn làm hai xã đăng ký phấn đấu đạt xã nông thôn mới. Để thực hiện có kết quả, Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo hai xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, xây dựng lộ trình để thực hiện các tiêu chí, phân công thành viên Ban Chỉ đạo của huyện xuống các xã để đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời những cái khó khăn ở cơ sở. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, thì Ban Chỉ đạo huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú để nhân dân các xã là nắm rõ được cái vị trí trung tâm của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, qua đó chung tay chung sức để thực sự là xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng nông thôn mới một cách kịp thời và tích cực. Trước những khó khăn này, các xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu. Cách làm này đã tạo dựng được lòng tin và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều hộ gia đình sẵn sàng đốn cây, tháo dỡ công trình phụ, tham gia đóng góp ngày công lao động, thậm chí là hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Tại các xã điểm này, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao. Nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ nét. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp, qua đó đã góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Mức sống của người dân đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, điều kiện về y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo. Hạ tầng thiết yếu của các xã điểm thay đổi nhanh chóng, bộ mặt nông thôn khang trang, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần khích lệ tinh thần và sự tin tưởng của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Xã Hương Sơn thì là một trong những 17 xã được Ủy ban tỉnh giao cho làm chuẩn xây dựng nông thôn mới của năm 2014. Thì phía Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã Hương Sơn đã triển khai tới các ban phát triển thôn đã cùng vận động nhân dân đóng góp tiền công, tiền của và các công sức để xây dựng nông thôn mới. Thì hiện nay trên xã Hương Sơn tất cả sự đóng góp của người dân thì đã được hơn 1 tỷ đồng để xây dựng. Và theo tự đánh giá của xã thì đến tháng 9 năm 2014 thì xã Hương Sơn chúng tôi đã đạt được 17 trên 19 tiêu chí. Còn lại hai tiêu chí rất là khó khăn, đó là tiêu chí môi trường và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Đến nay, toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm ở 17 xã đều đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thực tế của người dân. Công tác văn hóa được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo. Con đường về đích không còn xa, bức tranh nông thôn mới trên mỗi làng quê đang dần hiện diện. Dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của nhân dân, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các xã được chọn về đích năm 2014 trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình.